Giới thiệu mọi người dòng TV TCL 43 inch 4K Ultra. Đây. Đây cả ứng dụng điều khiển dễ thương, rất nhỏ gọn. À, hiện tại ai mua dòng TV này sẽ được tích hợp và gọi được là 24 thảm clip TV cho nên gia đình nha, được khuyến mãi luôn ạ, từ giá 1,2 triệu. Đấy, xem đủ cả kênh luôn. Đây, viền mỏng chưa, viền mỏng chưa đến 1 cm. Đây, đây là nút nguồn. Đó, xem truyền hình, phim truyền thiếu nhi 2 rất đầy đủ hết của clip TV. Đây, loa, hai loa vòm, nghe quảng cáo nhân xuất, hai loa bình treo tường, viền mỏng nhôm, bằng nhôm, TCL 43 inch, độ phân giải 4K Ultra. Công ty này sai sắc nét đấy. Nguồn. Vì như cái dòng này nó có một điểm yếu là nó không còn có nút bấm. Ví dụ mất điều khiển ấy nha, là không bấm được. Nhưng mà tuy lại nó bù lại nó có cho mình một cái ứng dụng là điều khiển TV qua điện thoại. Đây. Đây, nó sơ qua cái ứng dụng này. Đây, có TV. Đây là HTML. À, phim ảnh thể thao cực đầy đủ hết trò chơi. Đây qua ứng dụng TV là OOS App Store. À, có YouTube. À, TV này FPTV Play này, 60 giây này, trình duyệt web này. Đây là điều khiển ứng dụng qua điện qua điện thoại này. Đấy, nó hướng dẫn cho bạn đấy, quét mã quét này. Đó. Thế hướng dẫn sau. Đây, trình duyệt web này. Đó. Đúng chưa? Bạn nào mua TV của TCL thì được khuyến mãi 24 tháng thì gọi là clip TV này. Đó. Không có gọi truyền hình đâu đây đủ. Nhưng lỗi hôm nay chạy hơi chậm tí. Phim. Đó. Phim nhiều phim lắm. Tha hồ mới xem, gọi là tí liên hoan mới xem. Thiếu nhi hai thiếu nhi sản phẩm cũng đánh dấu sự trưởng thành hơn của Phương Mỹ Chi cả về cách nhấn nhá và xử lý ca khúc. Em hứa hẹn sẽ rút được lòng khán giả trong mùa Vu Lan năm nay. Nhiều cân nặng.
Dùng màn hình độ sắc nét tốt. Coi sướng lắm. Đây. Đây. Điên. Rồi.